Thưa quý vị, đến với chương trình âm nhạc tỏa sáng với chủ đề nhạc sĩ hát ngày hôm nay, chúng ta vui mừng được chào đón sự có mặt của nhạc sĩ Thế Long, là ủy viên ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Hội âm nhạc thành phố Cần Thơ. Xin được chào nhạc sĩ Thế Long ạ. Chào Hoàng Nguyên. Vâng, anh có thể cho biết là anh có thường xuyên xem chương trình âm nhạc tỏa sáng nhạc sĩ hát của Hội âm nhạc hay không, và anh cảm nhận như thế nào về chương trình này ạ? Từ lâu thì trong cái liên kết các cái hoạt động thì chỗ các bạn ở trung tâm biểu diễn thành phố Hồ Chí Minh thì cũng hay thường ép tôi vô một cái tên nào đó để có những cái hoạt động gì của các bạn thì tôi cũng biết, cũng như là tôi có cái gì hay hay nhiều khi tôi cũng chia sẻ với bạn Vinh hoặc các bạn ở trên Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là cái những cái hoạt động của trung tâm biểu diễn Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh thì tôi hầu như là có điều được tiếp cận và có xem, đặc biệt là chương trình nhạc sĩ hát, cái chủ đề âm nhạc tỏa sáng mà nhạc sĩ hát á, thì nó lại có một cái việc mà nó hơi lạ hơn ta. Tôi làm công tác truyền hình cũng nhiều năm mà cũng làm dàn dựng gì đó. Thì tôi cũng cảm thấy thú vị về cái việc này lắm. Nhạc sĩ hát, dạ. Mà đặc biệt hơn là khi mà xem những cái số của các bạn á, thì ngoài những nhạc sĩ tôi tin quen biết hoặc là những nhạc sĩ tiền bối đứng lên đây và hát cái sáng tác của mình thì đã, cái điều nó cũng hơi rất lạ, rất là đặc nhiên. Đặc nhiên hơn nữa thì tôi lại biết, tôi từng nghe tới những cái tên tuổi của những cái bạn nhạc sĩ trẻ mà có vẻ là nhạc sĩ nữ chứ không phải nhạc sĩ nam. Dạ, thì khi mà tôi xem chương trình thì thì đây mình gặp cái mình nghe tác phẩm rồi, nhưng hôm nay mình được gặp các bạn nhạc sĩ nữ, những nhạc sĩ rất trẻ, rất là tài năng của Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là những cái điều mà cảm thấy nó cũng rất là thú vị khi mà theo dõi các chương trình mà mình phát sóng. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Thế Long, và anh có thể cho biết là ngày hôm nay anh đến với âm nhạc tỏa sáng chủ đề nhạc sĩ hát thì anh sẽ mang đến ca khúc Đồng Bằng Yêu Thương. Anh có thể chia sẻ một chút xíu về ca khúc này được không ạ? Cũng tiết lộ với Hoàng Nguyên cũng như là các anh em nhạc sĩ, thực ra là tôi đứng đây là hơi bị hồi hộp một tí nha, tại vì cái lần đầu làm chuyện này á nha. Thì xưa giờ thì mình có thể là tập cho người ta hát, tôi làm thiếu nhi từ lâu lắm, cả 30 năm rồi tôi tập các em thiếu nhi hát, mà mình cũng hát cho các em, nhưng mà chưa bao giờ mình hát mà với cái kiểu mà đứng sân khấu vậy nha. Cho nên là khi mà các bạn nói tôi chọn một cái bài gì để mà hát á, tôi cũng run lắm mà tôi không biết thể hiện thế nào cả. Nhưng mà thì bạn biết là quê tôi ở đồng bằng sông Cửu Long mà, ở Cần Thơ mà, thì tôi cũng nghĩ rằng là các bạn hát về thành phố, về hát nhiều cái chất tươi trẻ, về những cái cuộc sống, cái nhịp sống sôi động này, thì tôi cũng muốn chuyển tải một cái hơi thở của cái mảnh đất mà tôi đang sinh sống, đó là đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là tôi chọn cái ca khúc là Đồng Bằng Yêu Thương. Thực ra thì cái ca khúc này thì tôi đã sáng tác vào năm 1914, năm 2014, xin lỗi. Dạ, ca khúc này thì tôi viết vào năm 2014. Năm đó thì có một sự kiện âm nhạc tại đồng bằng sông Cửu Long, là có một cái liên hoan âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại đồng bằng sông Cửu Long và tổ chức tại Bạc Liêu, và đó là một cái sự kiện âm nhạc lớn của cả đồng bằng, các tỉnh thành đều tham gia. Đặc biệt là tôi nhớ năm đó là Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đã có một cái chương trình chào mừng rất là ấn tượng, và đặc biệt ấn tượng hơn nữa là chúng ta có một cái ban nhạc nữa chơi nhạc cụ dân tộc. Tôi nhớ là cái lần đó là cái duyên của tôi với cái ban nhạc HAN đó. Dạ, do có nhạc sĩ Quang Vinh nè, rồi Hoài An, bạn Thanh nè, rồi bạn Đinh Quang Minh. Thì qua cái câu nói đó, thực sự đó là một cái cơ duyên mà anh em chúng tôi lại càng hiểu nhau, thân nhau hơn. Thì cũng nói với bạn là ca khúc này, tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng muốn mang một cái hơi thở đồng bằng tới cái liên hoan âm nhạc đó. Cho nên là tôi đã viết được ca khúc là Đồng Bằng Yêu Thương. Và năm đó thì cũng may mắn là cái tác phẩm nó cũng có sức sống, cho nên là tôi cũng muốn hôm nay cũng thể hiện lại cái ca khúc nói về những cái tình cảm, một cái sự sẻ chia với cái mảnh đất của mình đang sinh sống. Cái mảnh đất đó thì nó cũng có nhiều cái thiệt thòi lắm, nhiều cái khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Và với cái niềm tin là chúng tôi nghĩ rằng là quê hương mình thì nó sẽ có nhiều cái đổi thay trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ với những chia sẻ rất thú vị ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đồng Bằng Yêu Thương, sáng tác và biểu diễn nhạc sĩ Thế Long.
la 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 la. Hát lên khúc ca, bạn ơi cùng hát lên khúc ca. Về đất đồng bằng quê ta, từng ngày qua là bao ước mơ trong tim mọi người. Từng ngày qua bừng lên trong ta muôn ngàn sức sống. Thành phố nối thôn quê, con đường trái rộng em thẳng tắp. Và biết bao ngôi trường khang trang mọc lên từ vùng đất mới. Sức sống đồng bằng là đây, cùng góp chung bàn tay. Sức sống đồng bằng gọi ta đi xây những công trình mới. Áo thấm từng giọt mồ hôi để đất khô trổ hoa. Có những nhọc nhằn hôm nay nhưng ta quyết tâm vượt qua. Để rồi ngày mai đồng bằng chúng ta càng thêm đẹp giàu. Để rồi tương lai đồng bằng chúng ta mùa xuân đang ngờ. La 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 la. Hát lên khúc ca, bạn ơi cùng hát lên khúc ca. Về đất đồng bằng quê ta, từng ngày qua là bao ước mơ trong tim mọi người. Từng ngày qua bừng lên trong ta muôn ngàn sức sống. Thành phố nối thôn quê, con đường trái rộng em thẳng tắp. Và biết bao ngôi trường khang trang mọc lên từ vùng đất mới. Sức sống đồng bằng là đây, cùng góp chung bàn tay. Sức sống đồng bằng gọi ta đi xây những công trình mới. Áo thấm từng giọt mồ hôi để đất khô trổ hoa. Có những nhọc nhằn hôm nay nhưng ta quyết tâm vượt qua. Để rồi ngày mai đồng bằng chúng ta càng thêm đẹp giàu. Để rồi tương lai đồng bằng chúng ta mùa xuân đang ngờ. Để rồi ngày mai đồng bằng chúng ta càng thêm đẹp giàu. Để rồi tương lai đồng bằng chúng ta mùa xuân đang ngời.